Những cuộc bàn luận thị phi và tóc xích tại công ty đôi lúc vẫn dạy cho ta không ít bài học ứng phó trong môi trường công sở. Nếu xui rủi và làm ở một công ty nhiều yếu tố độc hại, làm gì để bảo vệ bản thân? Chắc cố làm hết cuối năm này để nhận được tháng lương thứ 13 rồi nghỉ thôi, mỗi ngày đi làm như đeo mặt nạ trên người thật sự là một cực hình. Mình hoàn toàn kiểm soát được áp lực công việc nhưng không thể dừng dưng với những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Miệng thì nói không quan tâm nhưng trong lòng mình luôn đau đáu những lời đánh giá sai đúng của họ. Chị Thanh Ngân đặt bút ký hợp đồng lao động ai cũng mong muốn được làm việc trong một môi trường công sở hòa bình tức là đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau xếp biết lắng nghe cơ hội thăng tiến rõ ràng mà cơ hội cạnh tranh cũng lành mạnh thế nhưng nhờ mạng xã hội nêu bật đặt tên điểm tiêu cực trong môi trường công sở mới được chỉ ra rõ ràng mà phần lớn đến từ chính nội bộ nhân sự những lời than vãn về công ty toxic, xích đồng nghiệp toxic xích dần trở thành một tính từ thịnh hành trong công sở việt chính xác cụm từ tóc xích trong giới công sở được định nghĩa đại khái là những tấn công tiêu cực lẫn nhau giữa đồng nghiệp cạnh tranh đấu đá không dựa trên năng lực mà lập bè phái xăm soi xỉa sói để tấn công một cá nhân hạ bệ người khác và gây ra vùng đen trong tâm lý một hoặc nhiều người ngọn nguồn bắt đầu từ nghe nói không cần phải lập mưu hay lôi kéo tạo dựng bè phái như các bộ phim cung đấu dân công sở ngày nay có khi vô tình hình thành thói quen xấu vòn vẹn bằng câu mở đầu nghe nói tức là bắt nguồn bằng tính cách tò mò ưa ừ, tán gẫu bình thường, nhưng khi truyền tai một câu chuyện chưa chính xác về người khác, hay đơn giản kể cho mọi người nghe một nội dung thông tin không liên quan đến mình đã đặt nền móng cho sự vụ toxic. Chị Tường Vi đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty quận 7, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Công ty mình có một chị đồng nghiệp, được đặc biệt danh là Loa Phát Thanh Phường, mọi thông tin đều nhờ chị thông báo cho từ số ngày nghỉ phép cho kỳ lễ một tháng nữa mới tới sắp có người thuyên chuyển bộ phận chị trường phòng vừa chia tay người yêu cho đến cặp đôi nào trong công ty đang mập mờ lén lút ban đầu mình cảm thấy thói quen cập nhật thông tin của chị khá tốt giúp mọi người nắm bắt nhanh tin tức mà không cần lội đọc từ trên xuống dưới hàng trăm tin nhắn trong chục nhóm chat nhưng giờ thì nói thật mình hơi sợ mỗi lần chị áo tới dãy bàn làm việc của bộ phận mình mở miệng bảo ê e nghe nói là mình thấy có điểm vì biết đầu mình vô tình vào trung hội tọc mạch người khác anh thanh sơn cũng nói về điểm chung này thực ra thói quen thích chia sẻ câu chuyện mình vừa biết cho mọi người xung quanh là chuyện bình thường mình thấy các chị em bộ phận nhân sự của nơi mình làm cũng vậy đa phần là do mọi người đều quen biết chung một người nào đó trong công ty nên khi có thông tin gì mới về người đó sẽ kể cho nhau nghe như một chủ đề chung trong cuộc trò chuyện cá nhân mình không thấy thiện cảm về việc đem vấn đề của người khác ra mổ xẻ bàn nhau đúng sai đưa ra đánh giá vì nếu không có mặt nhân vật chính ở đó thì sự quan tâm vô bổ này trở thành điều độc hại bữa trưa chung hội nghị đánh giá người vắng mặt miếng trầu là đầu câu chuyện thời công sở chính ở những bữa ăn trưa nhưng bên cạnh cơ hội gắn kết giao lưu và giải tỏa áp lực cùng đồng nghiệp bữa ăn trưa cũng chính là cơ hội phát sinh những cuộc bàn tán nhỏ to bắt nạt đồng nghiệp chị tường vi ăn trưa cùng mọi người ở công ty vui thì có vui đấy nhưng đôi khi đặt khay cơm xuống bàn mà nghe xuất hiện cái tên ai là mình lại cố ăn cho nhanh rồi đi nghỉ trước vì thế nào mọi người cũng đem cá nhân đó ra bàn tán nói xấu thậm chí là đâm đặt thêm suy đoán để thêm phần đặc sắc và đủ luận cứ để bàn nói thật từ khi đi làm đến nay hơn nửa năm mình chưa gặp người đồng nghiệp a à ở bộ phận đó trong công ty mình bao giờ nhưng họ xuất hiện trong nhiều cuộc trò chuyện đến nỗi mình tường tận cả tính cách đời tư quá khứ của họ và tất nhiên mọi thông tin đều một chiều dù xuất phát từ mục đích quan tâm nên mới theo dõi người đồng nghiệp trên mạng xã hội nhưng mang đi kể cho mọi người vẫn là chuyện không hay và trên vài câu nhận xét trong buổi tán gẫu vui, dù không mang tính tiêu cực, nhưng chắc gì người được bàn đến trong cuộc hội thoại đã thích. Mình cảm giác như bị bắt nạt nơi công sở, theo nghĩa đen. Đôi khi thấy quá oan ức vì không làm gì đụng đến quyền lợi của mọi người nhưng luôn trở thành cái gai trong mắt họ. Không biết cách giả vờ thân thiết, khen nịnh hay không tham gia những cuộc tụ tập sau giờ làm là vi phạm quy định công ty hay sao, mà mọi người cứ lấy đó làm lý do ghét mình. Nơi làm việc chỉ nên là chỗ để bàn luận về công việc, từ những ác cảm về tính cách một cá nhân mà công tư không phân mình, hoặc kết quả làm việc tốt mà không được tập thể công nhận là mình vô cùng chán nản. Chị Thanh Ngân bức xúc, đóng vai người hướng nội để bảo vệ bản thân. Thế nhưng, đâu phải không vừa ý đồng nghiệp là lại nhảy việc, nếu thế thì con đường thăng tiến sẽ khó khăn mà kinh nghiệm làm việc cũng bị gián đoạn. Do đó, dân văn phòng bây giờ có nhiều hướng suy nghĩ, cách thức để tự bảo vệ bản thân mình khỏi những đồng nghiệp độc hại này chị thúy hằng biên tập viên tại một công ty truyền thông chia sẻ cách hữu hiệu nhất là xây dựng hình ảnh một người hướng nội ngay từ đầu hoặc ban đầu cứ rào trước với mọi người trong công ty rằng mình là người hướng nội khá khép kín nếu thế thì những lần vắng mặt khi tụ tập tiệc tùng không cởi mở chia sẻ chuyện đời tư không tham gia hội bàn tròn đánh giá người khác sẽ có lý do được họ thông cảm ngoài ra mọi người cũng sẽ loại mình ra khỏi những buổi xì si xầm về người khác vì mặc định mình sẽ không hứng thú và quan tâm khi còn ở công ty trước mình thẳng tay chặn hết tất cả đồng nghiệp trên mạng xã hội bây giờ thì tinh tế hơn các bài đăng mình sẽ chỉnh chế độ hạn chế đồng nghiệp xem được dễ hiểu mình muốn bảo vệ đời sống cá nhân của mình và tránh cho gia đình bạn trai của mình thoát khỏi sự bàn tán không biết lời ra lời vào đó mang nội dung khen hay chê nhưng tính nhiều chuyện mình rất bài trừ chị tường vi cho biết nếu không phải làm việc ở cấp bậc quản lý dân văn phòng sẽ rất khó đứng ra góp ý và nhận được đồng tình huống hồ khả năng thay đổi tình trạng độc hại đang diễn ra hàng hữu trong hầu hết các công ty vì vậy tập trung làm tốt việc của mình tập thói quen không tham gia và bỏ ngoài tai là điều bản thân có thể học được để tồn tại trong môi trường công sở độc hại nhưng khi cần lên tiếng hãy lên tiếng